Chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Chúng ta bước vào chủ đề 3, lễ hội quê hương. Tiết 15, nhân vật 3D từ dây thép. Chúng ta sẽ gấp giấy và vẽ hình người đơn giản. Mời các em quan sát hình 34 sách giáo khoa và tập gấp giấy vẽ hình đầu thân người đơn giản theo gợi ý dưới đây. Ở phần thực hành thì các em làm theo 4 bước. 1. Chúng ta gấp 1/4 tờ giấy A4, làm 2 phần bằng nhau theo chiều dọc. 2. Gấp tiếp, tạo nếp, chia giấy thành 8 phần bằng nhau theo chiều ngang. 3. Dựa vào nếp gấp trên giấy, vẽ hình người đơn giản như hình minh họa sách giáo khoa trang 34. 4. Vẽ đầu người có kích thước bằng 1 phần của tờ giấy trên nếp gấp đầu tiên. Chúng ta tiếp tục ở phần cách tạo nhân vật 3D từ dây thép các em. Chúng ta quan sát hình và chỉ ra cách tạo nhân vật 3D từ dây thép. Khi kết hợp dây thép và giấy, chúng ta có thể tạo được nhân vật 3D, diễn tả được các hoạt động của nhân vật. Đầu tiên, chúng ta cắt một đoạn dây thép dài khoảng 1,5 m để làm khung xương cho nhân vật theo hình vẽ ở hoạt động 1. Qua phần 2, chúng ta tạo hình đầu, cổ nhân vật từ khoảng giữa dây thép. Ở phần thứ 3, từ cổ tạo vai, tay, thân, hông, chân và các khớp bằng cách xoắn dây thép tương ứng với các vị trí đánh dấu trên hình vẽ. Đoạn dây còn lại quấn tạo khối cho phần thân. Bước thứ 4, tạo hình khối cho nhân vật bằng cách chúng ta quấn giấy. Ta nên chọn loại dây thép mềm để dễ chỉnh và nắn tạo hình nhân vật. Và các em hãy hình dung về hình dáng, tỷ lệ, đặc điểm của nhân vật mình thể hiện bằng cách trả lời câu hỏi. Nhân vật em dự định tạo hình là nam hay nữ? Nhân vật đó béo hay gầy? Em sử dụng nhân vật theo vật liệu nào? Và đầu nhân vật hình tròn hay bầu dục? Thầy cho các em xem một số sản phẩm của học sinh. Cách tạo hình cũng tương đối đơn giản các em. Còn đây là cách tạo hình nhân vật nữ. Chúng ta nên quấn thêm dây thép cho phần khung thân của nhân vật. Hình dạng của nhân vật phụ thuộc vào lượng giấy quấn vào khung nhân vật. Ở phần hướng dẫn về nhà, các em đọc trước bài trang phục lễ hội và chúng ta chuẩn bị đồ dùng học tập để tiếp tục học bài này. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng.